Hôm nay em đang đi giao một con máy tuốt lúa 4 bánh cho ông anh ở Hòa Bình, huyện Yên Thủy. Đấy, máy đã bảo dưỡng lại hết rồi. Cầu số ô tô 4 số tiến, 1 số lùi. Đây, con này có cả đèn. Đấy, máy còn rất mới nhá, đây, bộ sàng. Đây có cả bộ củ phát. Chạy đầu nổ 22. Có trợ lực. Đấy, 4 bánh, nhíp trước. Này đi giao cho ông anh ở Hòa Bình. Đấy, rất đẹp. Ai có nhu cầu mua máy tuốt lúa thì liên hệ số điện thoại Zalo của em nhé, 083 976 1234. Bên em vận chuyển đến nhà. Đấy, con này dài 2m4 đấy. Ok. Từ hàng trại mà mình đây chắc mấy cây nhỉ anh nhỉ? À, lúc này em đi nhầm vào trong cái đường đất trên này. Cây, từ đây lên hàng trại 5 cây. À. Hòa Bình. Chỗ này là Yên Thủy. À, chỗ này là Thái Đoàn Kết. Này Nam Thái Đoàn Kết. Củ phát đấy là ngày xưa người ta chạy Lai Bình ra chạy đề. Chạy đề gì? Đúng rồi. Bây giờ mà lắp đề thì lắp củ phát thì lắp bình. Không, bây giờ mà muốn câu điện thì chỉ cần lắp diode được thôi. À. Còn củ phát ấy, kiểm tra chạy lại dây hết rồi. Đó. Đó, những cái con diode này là mình câu trong cái đó hôm lâu mà anh cứ chạy ra chỗ ô tô là họ câu cho anh. Không là hội máy cày mà máy cày Nhật người ta hay bán con diode có 200 mấy mà không cần qua cái này luôn. Nó là một cục luôn. Mình biết rồi nhưng mà mình câu kiểu gì dây, mình cũng biết câu dây ấy chứ. Đó là tùy từng cái con điếu anh mua, người ta bán người ta chỉ. Cắm đây để làm phối, cắm một cái bóng lên theo là cho nó sáng, cả đi luôn, cả sáng luôn, lúc nào mình cần đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Nổ máy lên chạy thử luôn. Không, nhưng mà chạy con đây sướng lắm, mà đang lái cái loại ba bánh mà sang con đây thì thôi đúng hết bài rồi. Bốn bánh. À, nhưng ví dụ bây giờ là mình muốn xuất là bắt đầu là dây này là dây nó cứ để trùng như thế này thôi, quay là nó không đến đâu. Bây giờ mình cứ quay đi là không tới lên đây đâu. Lúc đó mình nổ máy xong rồi mình mới kéo lên thì nó mới chạy. À, rồi dây không chạy không? Đúng rồi, đây là nó băng ban dây này. Đó. À, nó vẫn chạy cái này nhưng mà không chạy được dây. Đúng rồi. Không chạy được cái trục này. Đúng rồi. Nó chạy được. Kiểu như máy của mình như chưa. Dịch lực hồi đưa máy phải nó chậu nó khó phải chậu thôi. Đế này không, nếu mà mình mà đi đường dài là mình tháo hẳn ra, mình nổ máy. Dây đó, đôi dây xịn san lúc, không phải đơn dây trang lê thường. Máy